Thưa quý vị, Ngũ Giác Đài nói Trung Cộng xây kho chứa cho 24 chiến đấu cơ ở Trường Sa, tin từ Trường Sa. Trung Cộng đang xây những kho chứa đủ chỗ cho 24 chiến đấu cơ, cũng như nhiều vị trí vũ khí cố định và các cơ sở hạ tầng liên quan tới quân sự trên ba hòn đảo nhân tạo ở Trường Sa. Một báo cáo thường niên của Ngũ Giác Đài gửi lên Quốc hội Hoa Kỳ cho hay như vậy hôm thứ Ba. Trong theo, theo đó, các nỗ lực xây dựng tiền đồn của Trung Cộng ở Trường Sa hiện tập trung vào việc xây dựng các khả năng trên cạn của ba bãi đá lớn nhất là chữ thập, Subi và Vành Khăn mà nước này chiếm đóng của Việt Nam. Trước đó Trung Cộng đã hoàn tất bốn tiền đồn nhỏ hơn vào năm 2016. Bản báo cáo cho rằng sau khi tất cả các cơ sở này hoàn tất Trung cộng sẽ có khả năng đồn trú tới ba trung đoàn chiến đấu cơ ở quần đảo Trường Sa, nơi nước này đang có tranh chấp chủ quyền với những nước láng giềng nhỏ hơn như Philippines và Việt Nam báo cáo của ngũ giác đài nhận định rằng mặc dù việc bồi lấp và xây dựng đảo nhân tạo không củng cố các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của trung cộng về mặt pháp lý hoặc gia tăng chủ quyền của trung cộng trên những vùng biển mới trung cộng sẽ có khả năng sử dụng các thực thể được bồi đắp thêm này như là những căn cứ dân sự và quân sự thường trực việc này được cho là nâng cao sự hiện diện của trung cộng ở biển đông và cải tiến khả năng của trung cộng kiểm soát các thực thể và vùng biển xung quanh